Hôm nay sư phụ xin kể cho các con nghe hai cái mẩu chuyện nói về tình bạn. Các con đã ai được nghe câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ chưa? Hôm nay sư phụ kể tóm tắt lại để chúng ta ôn lại tình bạn của người xưa các con nhé. Câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ có mấy nhân vật chính các con? Một là gì? Hai? Ba? Cái người này cực kỳ quan trọng, nhân vật này khó lắm. Đó là nàng Châu Long, vợ của Dương Lễ. Nghe không? Bây giờ các con nghe nhé. Ngày xưa, ở một làng nọ thì có hai nhà. Hai nhà này có hai người con. Người con thứ nhất ấy là con nhà giàu tên là Lưu Bình. Người con thứ hai tên là Dương Lễ, con nhà nghèo. Dương Lễ sau này mẹ cha đều mất sớm. Dương Lễ rất vất vả ở với bà. Và nhưng mà lại cái duyên Dương Lễ và Lưu Bình cùng đi học với nhau một trường học. Lưu Bình có cái điểm tốt là rất quý Dương Lễ, mặc dù nhà mình giàu, chênh lệch với nhà Dương Lễ rất nhiều. Nhà Dương Lễ thì ăn bữa nay, lo bữa mai. Nhà Lưu Bình thì khá giả hơn rất nhiều, cho nên Lưu Bình hay giúp đỡ Dương Lễ, cho gạo nhà Dương Lễ, rồi giúp tiền để cho Dương Lễ có tiền ăn học, theo học ở lớp. Nhưng mà Lưu Bình thì ỷ vào nhà mình giàu có, cho nên Lưu Bình thì chảnh mảng việc học hành, các con ạ, chảnh mảng học hành. Dương Lễ biết thân phận mình con nhà nghèo, không có của, cho nên rất chăm học. Lớn lên, khi đến nhà vua mở khoa thi, vào khoa thi thì Dương Lễ đã thi và đỗ đạt, được vua bổ nhiệm Dương Lễ đi làm quan ở một huyện, gọi là quan huyện đấy. Đó, và khóa thi ấy thì Lưu Bình bị trượt các con ạ. Lưu Bình bị trượt, Lưu Bình buồn lắm. Về nhà anh ta lại suốt ngày rượu chè bê tha, chán đời. Rồi mấy năm sau, đến khóa thi sau, Lưu Bình lại lều chõng đi thi. Nhưng mà lần này đi thi, anh ta cũng lại bị trượt. Buồn quá, về nhà anh ta lại uống rượu, lại than thở. Và lúc này thì Lưu Bình chợt nhớ ra ông bạn cũ của mình, đó là Dương Lễ, đã thi đỗ và được bổ nhiệm làm quan. Thì Lưu Bình mới tìm đường đi sang nhà Dương Lễ. Dương Lễ khi được bổ nhiệm làm quan ở một cái huyện khác. Và nhà của quan thì rất là to lớn, rất là gọi là sang trọng. Lưu Bình tìm đến nhà Dương Lễ. Khi mà đến cửa cổng của nhà Dương Lễ thì người lính canh cổng người ta hỏi: "Ông cho tôi hỏi ông là ai? Ông muốn gặp quan tôi có việc gì?" Thì Lưu Bình mới nói rằng: "Tôi là Lưu Bình, là bạn cũ của quan Dương Lễ. Xin với lại cả lính gác cổng vào báo với quan Dương Lễ là có bạn cũ là Lưu Bình sang để gặp nhé. Chú bảo chú nói với quan giúp tôi thế." Thế thì người lính gác cổng vào báo với Dương Lễ là có một vị khách trông ăn mặc luộm thuộm, lôi thôi thất thểu lắm. Nói tên là Lưu Bình, bảo là bạn cũ của quan, xin được vào để yết kiến gặp quan, không biết có việc gì. Thế thì sau khi Dương Lễ nói nhỏ mấy điều với chú gác cổng, thì chú gác cổng đi ra mở cửa cho Lưu Bình vào. Lưu Bình đi được dẫn vào, thì vào đấy thì không được dẫn lên phòng khách sang trọng, mà dẫn xuống một cái căn phòng rất là tồi tàn, ngồi ở đấy. Thì một lúc sau Dương Lễ xuất hiện. Dương Lễ đi qua, nhìn thấy Lưu Bình hẳn hoi. Thì Lưu Bình mới bảo: "Dương Lễ đấy à? Bạn đây, Lưu Bình đây, bạn cũ đây. Ôi dồi ôi, mấy năm không gặp mà thay đổi nhiều quá." Nhưng mà các con biết không, Dương Lễ lặng thinh, coi như không quen biết, coi như không quen biết luôn. Nghe không? Lưu Bình thất vọng, buồn quá. Không hiểu
Có lẽ ông bạn mình từ ngày ông làm quan giờ ông thay tính đổi nết. Nghe không? Ông xem thường mình nghèo khổ rồi. Ông này đúng là bội bạc thật. Ngày xưa ông nghèo khổ, không có gạo mình mang gạo đến cho ông, không có tiền mình rút tiền cho ông. Bây giờ mình sa cơ lỡ vận, nhà mình giờ sa sút, mình không đỗ đạt, sang nhờ, sang thăm ông ý, nhờ ông ấy, cũng tính vay ông ít tiền để tiếp tục ăn học, mà ông giả bộ làm ngơ, coi như không quen biết. Ức thật đi, nhục thật đi các con ạ, nhục lắm. Lưu Bình buồn gọi là tím ruột các con ạ. Và lúc ấy cũng đến giờ ăn cơm trưa, thì Lưu Bình thấy một cái người hầu trong nhà bê lên một mâm cơm có đậy lồng bàn các con ạ. Thì Lưu Bình nghĩ, ồ thôi thì được, hôm nay không được gì chắc cũng được bữa cơm nhà quan ngon ngon một chút, phải không? Thì cái người hầu bưng mâm cơm lên, không thèm đặt lên bàn, đặt xuống đất các con ạ. Bảo thôi mời ông xơi cơm cho, ông ăn xong rồi thì xin mời ông về nhé. Lưu Bình rất là cay đắng. Thôi bảo thôi đã mời thì cứ ngồi xuống ăn xem thế nào. Nghĩ rằng trong này chắc cũng phải có mấy cái món ngon nhà cơm nhà quan mà. Thế thì ai dè Lưu Bình vừa mở lồng bàn ra các con biết không? Bên trong là một bát cà thâm và một đĩa rau muống hầm. Lưu Bình đắng miệng không nuốt được, không ăn cơm được. Đậy lồng bàn vào, đứng dậy và xin phép ra về. Người lính gác cổng dẫn Lưu Bình ra khỏi cổng thì chốt then cổng sầm một cái. Ông về nhá, quan tôi không muốn gặp ông nữa đâu. Lưu Bình đau đớn vô cùng các con. Nghĩ sao tình bạn gì mà đen bạc thế, bạn bè gì mới có mấy năm thôi mà cháo trở thế này, uất lắm chứ các con. Cái người bạn nỗi khổ ngày xưa mình đi học với nhau, chia nhau từng cái kẹo vừng, cái kẹo lạc, phải không? Lúc đói mình giúp cho từng bò gạo cho bạn ấy ăn học, lúc bạn không có tiền đóng học mình giúp tiền cho bạn đóng học, mà bây giờ bạn làm quan, mình sa cơ lỡ vận đến bạn bạn ấy hắt hủi thế này, uất lắm các con ạ, tủi nhục lắm. Lưu Bình thất thểu ra về. Sau khi mà người lính gác cổng tiễn Lưu Bình ra khỏi cổng rồi, vào báo với quan Dương Lễ là bẩm quan, con đã tiễn cái ông ấy ra khỏi nhà rồi. Thì thấy Dương Lễ mặt rất buồn. Dương Lễ quay vào nhà gọi cô vợ ba của mình là nàng Châu Long. Không biết hai người thầm thì với nhau cái gì, mà sau đó thì thấy Châu Long khăn gói một đãi nài và tạm biệt Dương Lễ ra đi. Chú lính mở cửa cổng nhà để nàng Châu Long đi, không dám hỏi là lệnh bà đi đâu có việc gì. Và các con ạ, khi ấy thì Lưu Bình đang thất thểu trên đường đi về. Thì Lưu Bình có ghé vào một cái quán trọ. Quán ấy thì có một cô chủ rất xinh đẹp. Lúc này thì thấy cô chủ rất xinh đẹp. Và cô cũng nói rằng là cô ấy chưa có chồng, đang muốn tìm chồng. Nhưng mà cô muốn là tìm người chồng nào phải là người chồng có trí, phải mà đỗ đạt cơ. Kể cả người ấy bây giờ là chưa thành đạt, nhưng mà có trí rèn luyện tu học, thì cô cũng sẵn sàng kết tóc xe tơ, sẵn sàng giúp đỡ, nâng khăn sửa túi. Thế thì Lưu Bình vỗ đùi đánh đét cái, trời ơi, đúng mình đây rồi. À, mà các con ạ, Lưu Bình thì cũng rất đẹp trai. À, Lưu Bình và Dương Lễ đều là hai người rất đẹp. Thế thì Lưu Bình mừng thầm trong bụng lắm. Và lúc ấy Lưu Bình thổ lộ hết với cô chủ quán trọ này. Thưa cô, tôi cũng là sĩ tử, mấy lần đi thi bị trượt,
nhưng tôi vẫn quyết chí để mà thi học. Bây giờ tôi thì rất khó khăn, thế liệu nàng có chịu về để giúp cho tôi không? Thế thì tưởng là câu nói đùa chứ, ai dè là cô chủ quán nhất trí ngay, nghe không? Còn nếu thật là chàng mà có cái chí mà học như thế thì em sẽ sẵn sàng giúp chàng, vì trên đời này em chưa gặp người nào có ý chí cả. Rất nhiều người đến tìm hỏi em, nhưng em chưa thấy ai là có ý chí. Nhưng em trông thấy chàng, em thấy chàng là người có chí đấy. Em sẽ về em giúp chàng. Và các con biết không, thế là cô chủ này sẵn sàng dọn về ở nhà của Lưu Bình. Và cô ta cũng mở quán bán hàng, ngày ngày dệt vải qua khung cửi, lấy vải bán đi, lấy tiền để nuôi cho Lưu Bình ăn học. Các con biết không? Phải nói là một cái sự rất là đặc biệt. Lưu Bình hạnh phúc vô cùng, nghĩ rằng đây chắc là tiên giáng trần, phải không? Hay là rời thương mình, cho nên mới có cái người con gái đẹp nết na thế này mà lại tình nguyện về nhà để giúp cho mình thế này. Sao mà số mình lại số đỏ thế chứ? Đúng không? Còn số đỏ đấy các con ạ. Cho nên ý, Lưu Bình từ đấy là chí thú học hành lắm các con ạ. Rùi mài kinh sử ngày đêm, gọi là xôi kinh nấu sử, rất là chăm chỉ. Bên cạnh cô gái xinh đẹp, và lúc này cô gái ấy cũng nói thật: tên em là Châu Long. Em là Châu Long nha. Em tên là Châu Long, nói luôn. Thế và khi mà các con biết năm tháng gần nhau, tình cảm bén mùi, và Lưu Bình thì chắc mầm rằng Châu Long sẽ làm vợ. Thế cho nên Lưu Bình thì cũng có đôi lần lả lơi, nhưng Châu Long rất là kiên quyết. Kiên quyết lắm. Thưa với chàng, thiếp đã nói rồi, ngay từ buổi đầu gặp chàng, chỉ khi nào chàng thành đạt thì thiếp mới có thể trao thân cho chàng được thôi. Nếu chàng không thành đạt, không bao giờ có ngày ấy xảy ra. Cho nên ý, Lưu Bình khi mà nghe Châu Long nói như vậy thì Lưu Bình lại càng quyết tâm học hành, ngày đêm rùi mài kinh sử. Và kinh sử nằm lòng trong bụng rồi, và Lưu Bình tin chắc rằng lần thi này mình sẽ đỗ đạt, chắc chắn như vậy. Và bên cạnh đấy lại có người đẹp bên cạnh thế này, sức mạnh được nhân lên gấp bội, ha. Và các con biết đấy, quả thật rồi đến năm ấy qua thi, vua lại mở Lưu Bình lều trống đi thi. Trước khi đi thi thì Châu Long cũng đã dặn dò rất nhiều: và chàng hãy cố gắng lên, thiếp sẽ đợi kết quả của chàng, mong rằng chàng sẽ được ghi danh trên bảng vàng. Nghe không? Ngày vui của chúng ta sắp đến. Lưu Bình ra đi mà trong lòng sung sướng lắm, đặt một quyết tâm rất cao các con ạ. Nếu mình vinh danh bảng vàng về, lại có được người con gái xinh đẹp hứa sẽ làm vợ mình thế này thì không còn gì hạnh phúc bằng. Nghe không? Thế mà lần ấy quả thật trời không phụ công học hành của Lưu Bình. Lưu Bình lên kinh đô đi thi, và Lưu Bình đã đỗ được bổ nhiệm làm quan. Thế thì khi mà gọi là vinh quy bái tổ, bao giờ các con ạ, ngày xưa, luật ngày xưa mà người đỗ đạt làm quan thì vua bao giờ cũng cử có lính hầu võng lọng để rước người ấy từ kinh đô về làng, để cho vinh quy bái tổ ra mắt dân làng. Nó trọng thể lắm, quý lắm. Thế thì Lưu Bình trên đường về trong lòng nhiều niềm vui, vui vì mình đỗ đạt, vang danh cho dân làng,
lấy lại vinh dự cho dòng họ, cho cha mẹ. Và đặc biệt nhất là báo tin đến cho người đẹp đang đợi chờ ở nhà, nghe không? Thế thì khi mà Lưu Bình về đến nhà, xuống khỏi võng một cái, chạy vào nhà, nghĩ rằng sẽ có bóng hồng đang đợi sau cánh cửa. Nhưng mà đâu có ngờ khi chạy vào, nhìn trước, nhìn sau, không thấy nàng đâu. Tìm hết ngõ ngách cái nhà thì nó đơn sơ có gì đâu. Không phải năm phòng nhiều phòng như bây giờ của chúng ta. Không thấy, chạy ra sau vườn không thấy nàng Châu Long đâu. Hỏi hàng xóm thì hàng xóm bảo mấy ngày hôm nay thấy Châu Long khăn gói không biết đi đâu. Lưu Bình buồn lắm các con ạ. Mặc dù sau đó dân làng tổ chức lễ cỗ để mừng đón tân quan, nhưng mà lòng Lưu Bình vẫn rất buồn. Sau đó thì Lưu Bình bây giờ thì được làm quan rồi, và cái nỗi buồn ấy vẫn canh cánh bên lòng. Nhưng còn một cái hận nữa, Lưu Bình bảo bây giờ ta phải quyết định đến để cũng là giống như xử tội ông bạn cũ của mình ngày xưa, ông Dương Lễ. Cho nên ấy, Lưu Bình mới yêu cầu lính là cõng lọng đưa mình sang huyện bên nhà để đến thăm Dương Lễ. Cũng là để cho Dương Lễ thấy rằng tôi không kém gì bạn đâu, bạn đừng khinh thường tôi, nghe không? Thế thì khi Lưu Bình đến nhà của Dương Lễ thì lính gác cổng thấy biết và vào báo tin là có một vị quan tên Lưu Bình đến thăm ngài. Thì Dương Lễ lúc ấy là áo mão từ trong nhà đi ra, đứng tận cửa để đón bạn, rước Lưu Bình vào. Lưu Bình lúc này thì hãnh diện lắm chứ các con, mà mình lại quan này còn lớn hơn ông bạn ấy. Thế cho nên là Lưu Bình chém chệ ngang đi vào và ngồi xuống, được Dương Lễ đón vào cái phòng khách trang trọng nhất của nhà. Và Lưu Bình vào đấy, ngồi đấy mới nói, bắt đầu chuẩn bị lên giọng trách Dương Lễ, nghe không? Ý định rằng đấy, bạn thấy chưa, đừng khinh thường tôi, nghe không? Nha, tôi không kém đâu. Như thế đấy. Thế và lúc này Dương Lễ rất vui vẻ, và bạn vâng, mời quan cứ ngồi xuống đây, để rồi Dương Lễ sẽ có chuyện để thưa. Thôi trước khi mà chúng ta uống rượu vào, thì để Dương Lễ cho thiếp của Dương Lễ ra đây hầu rượu quan trên, nghe không? Thế thì Lưu Bình ngồi, được rồi, để xem ông bạn bây giờ hôm nay ông đối xử với mình thế nào. Và thì một lúc sau thì trong cửa phòng bước ra một cô gái rất xinh đẹp, che mặt đi ra, và trên tay thì bưng một khay rượu. Và gần đến nơi thì Dương Lễ mới nói cô gái ấy rằng, thiếp hãy bỏ quạt che mặt ra. Lúc này cái quạt được bỏ ra, và Lưu Bình giật thốt mình, bàng hoàng sửng sốt. Trời, Châu Long sao nàng lại ở đây? Các con. Và lúc này sự thật mới vỡ lẽ, một sự bàng hoàng. Và Dương Lễ mới kể hết sự tình. Thưa với quan bạn, là khi mà trước đây bạn đến đây ấy, tôi phải đối xử với bạn như thế, tôi khích bạn đấy, để cho bạn có ý chí mà vượt lên, lấy cái hận để biến thành sức mạnh. Và bạn biết không, chính Châu Long là vợ của tôi, tôi đã cử đến để giúp cho bạn đấy, bạn biết không? Và lúc này thì các con biết cái kết thúc câu chuyện ở đấy, nó hết sức có hậu. Và Lưu Bình đã quỳ xuống lễ dưới chân của Dương Lễ ba lễ, tạ ơn bạn, lễ Châu Long ba lễ, tạ ơn nàng Châu Long đã giúp ta thành công, thành đạt. Thưa con, và sau đó tình bạn của họ càng thắm đượm hơn.
Có thể nói rằng câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ là một câu chuyện cổ của dân tộc ta, nhưng nó rất là hay, rất ý nghĩa. Sư phụ rất mong rằng các con trong đời sẽ có những tình bạn như Lưu Bình, như Dương Lễ nha. Đấy, dám hy sinh vì bạn như vậy đấy, giúp cho bạn được tốt đẹp như vậy để thành công như mình.